Các bạn, hôm nay tôi audio xin mang đến cho các bạn một giải pháp về xem phim nghe nhạc tại gia. Hiện tại trước mắt các bạn là bộ Pioneer MC606. Đây là bộ surround 5.1. Đây. Với đây là hai loa thanh chính top 4. Đây là hai loa thanh chính sẽ là những cái trước mặt các bạn. Cộng với hai cái loa xích tô nhỏ này, hai loa này, tại vì chúng ta đang quay phim thì mình sẽ để đây để cho các bạn dễ hình dung. Còn nếu như xếp út đúng của nó thì hai cái loa này nó sẽ nằm phía sau đầu các bạn. Để là khi mà chúng ta quay phim hoặc là nghe nhạc thì hiệu ứng của nó, âm thanh nó sẽ chạy tin xung quanh chúng ta. Để khi chúng ta ngồi. Ở đây là một cái center. Cái center này thường là được đặt phía dưới chính diện của cái TV luôn. Ở đây là cái xích quật. Xích quật này thì chỉ có 6 inch. Nhưng mà với một cái bộ xem phim thì nó chỉ chấp nhận ra từ trong khoảng là 60 hẹp tới 150 hẹp. Nó chỉ chuyển cái phần mà đậm sẽ làm cho các bạn cảm thấy là rung trên da. Hay như là khi các bạn đi xem phim tại đây. Đây là cái đầu rung ra, đây là đầu xử lý tất cả. Ở đây là chúng ta có thể là kết nối được với HDMI, Bluetooth, Wi-Fi cũng như là các bạn có thể có đĩa DVD, CD. Và cái đầu Blu-ray này là có định dạng được xem 3D và hình ảnh là 4K. Ngoài ra là vẫn có cổng kết nối để dành cho những người game thủ có thể là vừa chơi game vừa trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó cái dòng Pioneer MC606 này nó có thêm một cái tính năng rất là ưu việt nữa, đó là chế độ lưu trực tiếp. Bạn có thể là có những cái bài hát hoặc là những cái đoạn phim hoặc là những cái trận game mà bạn bán thật thích, bạn thấy thích thú và muốn lưu giữ lại, bạn chỉ việc gắn cái USB vào và đây banner này sẽ cái đầu Blu-ray này sẽ tự lưu truyền tín hiệu qua cho cái USB đó các bạn. Bây giờ hiện tại là mình mời các bạn là thử một chút xíu về cái chất lượng âm thanh khi các bạn xem phim nha. Đây, mời mọi người nhé. Tiếng nhạc cũng như là xa gần gần vẫn tới vẫn lui. Đó là một kiểu hoặc là cái bộ Savan 5.1 này sẽ mang đến cho các bạn. Nhưng mà hiện tại là các bạn chưa cảm nhận được nhiều, nhưng khi các bạn bố trí đúng hai cái loa xích tô này đặt sau đầu các bạn sẽ hiểu thấy ra cái âm thanh ngon qua đây. Với cái mức giá hiện tại của bộ Sava MC636 này hiện tại đang có mức giá là 8 triệu, thì mình nghĩ là cái mức giá đó nó quá phù hợp cho một bộ âm thanh 5.1 của gia đình mình, mà cái mức tiền đó nó mang lại là quá tuyệt vời như vậy, rất là hay các bạn ạ. Và mọi hiện tại TV Audio 45.2 người dẫn đầu phường 6 quận Bình Thạnh đang là nhà phân phối chính của cái tập quyền của cái mã Pioneer MC606 này. Mời các bạn đến tham quan và trải nghiệm, cũng như là các bạn sẽ thưởng thức thử cùng một tụi mình thưởng thức cái chất lượng âm thanh cũng như là những cái tính năng ưu việt của cái bộ Pioneer 606 này. Có những cái đoạn mà cái âm thanh mà ví dụ như là như tiếng lá xào xạc nó sẽ lên
nó sẽ nhẹ thì nó sẽ ra ở bộ seto này, hoặc là cái tiếng đàn bán nó nằm ở tầng trung, tiếng nhất tiếng trung nó sẽ ra ở phía trước đây. Nhưng có những cái đoạn âm thanh, ví dụ như khi cái máy bay trực thăng nó cất cánh, nó bung 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 bung, đây xúc bụng này sẽ làm gì đó. Bạn cảm khi mà bạn xem phim mà mình thấy cảm giác nó tâm thần đập trong người mà bạn nổi da gà lên, bạn rung lên. Thì đó là từ những cái chiếc xúc bụng như thế này nó sẽ tạo hiệu ứng đó các bạn. Con nghe lại cái đoạn mà lúc nãy nó cái chiếc nó bay lên rất là phiêu. Đó, cái đoạn máy bay cất cánh là từ những cái giả tầng thấp, từ xúc bụng nặng sẽ đánh như vậy bạn, là tạo cảm giác. Rõ ràng là với cái mức giá này, 8 triệu này thì cũng chỉ đáp ứng được một phần những cái nhu cầu của các bạn, chứ không thể gọi là trọn vẹn thỏa mãn đam mê như khi các bạn đi vào những cái hát hoặc là những nhà hát gọi là các bạn xem. Thì rõ ràng bộ này sẽ không mang lại được cái cảm giác đó thì, nhưng mà ít nhất đáp ứng được 80% của các bạn điều đó khi các bạn trải nghiệm tại gia. Mời các bạn cùng xem một đoạn nha. Sai bằng bằng và đó âm thanh dẫn tới để luôn. À quên, sẵn đây mình cũng nói luôn, hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mãi bán dịp giá ưu đãi mùa Tết 2020. Thì hiện tại cái bộ sao vàng này bên mình đang có giá rất là tốt, mời các bạn đến trải nghiệm và chúng ta đến, các bạn có thể lựa chọn cho mình. Thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 6,5 triệu. Bạn nào có nhu cầu quan tâm thì mình xin phép mời tới TV Audio 45 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm để các bạn cảm thấy là xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Chúc các bạn có một